Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Chai Chai TV. Mong rằng các bác tích ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Trở lại với clip buổi chiều ngày hôm nay thì tôi nói cái câu chuyện liên quan tới video clip mang cái số báo danh đó là 423. Đó chính là cái video clip mà tôi nói rằng là bị chăn kiến, bị chăn như chăn kiến đó. Nhưng mà những đôi chân trần thì vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Câu chuyện thì tôi nói đơn giản thế này thôi. Ngày xưa ấy, thì tôi hay chơi đi chăn kiến. Trò ngày xưa mà các bác biết rằng là ngày xưa chúng ta không có game, chúng ta không có internet, chúng ta không có gì đó. Cho nên là gần như là tuổi thơ thì gắn ngoài cánh đồng hoặc là quanh những ngôi nhà và rất nhiều người chơi với nhau, với con mối, con mọt, vân vân. Thì một trong những trò chơi bọn tôi ấy là trò chơi chăn kiến. Và con kiến nó có một cái đặc thù rằng là nó luôn luôn nó tìm đường về tổ. Và dù có chặn nó bằng cách nào đi chăng nữa thì nó luôn luôn nó hướng về cái tổ của nó. Mình nhúc con kiến đó ra một cái góc khác, nó vẫn tìm đường về đúng cái tổ của nó. Mình lại nhúc nó ra một cái điểm xa hơn thì nó vẫn tìm được cái đường về tổ của nó. Và khi mình chặn nó bằng những cái thứ đồ vật thì những đồ vật nó trèo qua được thì nó trèo qua, còn có những cái đồ vật thì nó không trèo qua được thì nó sẽ tìm cách nó vòng qua. Tức là nó luôn luôn nó tìm về đường, luôn luôn nó tìm được cái đường về tổ của nó. Thế thì lúc đó thì hồi bé chả hiểu tại sao, về sau thì mới phát hiện ra rằng là kiến có một cái năng lực đặc biệt, ngoài cái việc mà định hình cái địa hình ra thì nó còn có cái nó gọi là pheromones, để từ đó là nó tìm được cái đường về tổ của nó. Thì đấy là một trong những cái mà chúng ta thấy. Thì tôi ví von thế này thôi, rằng là các huynh đệ của sư Minh Tuệ thì thật sự sau cái biến cố mùng 3 tháng 6 thì mỗi người một ngả. Trước đây là một đoàn thì bây giờ là mỗi người một ngả. Thì bây giờ có người thì ở chỗ nọ, chỗ người ở chỗ kia, có người thì bỏ cuộc, có người thì vân vân. Thì tất cả cái thứ đó nó cho thấy rằng là một cái kiếp nạn rất lớn đến với các sư thầy. Và đặc biệt rằng một cái điều thế này có hai đặc điểm. Một là một số huynh đệ thì vẫn liên tục để mà tìm đường để về sư Minh Tuệ. Ngay sư Minh Tuệ ở đâu đó xuất hiện ở Gia Rai thì họ lại tìm đường về Gia Rai. Đó, sư Minh Tuệ thì bây giờ không đi đâu cả. Người ta nói là tự nguyện ẩn tu, nhưng mà tôi chưa nghe thấy chính mồm sư Minh Tuệ nói ra cái từ tự nguyện như thế nào cả. Và các huynh đệ thì có người bỏ cuộc, có người thì luôn luôn tìm đường về. Thì những người luôn luôn tìm đường về thì tôi ví dụ như là những con kiến vậy. Và những con kiến này thì nó đang bị chăn như kiểu là tôi chăn ngày xưa. Tức là họ đến gần tới nơi, ví dụ còn cách khoảng tầm 500 km nữa, thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô tiến tới và nhúc họ, bảo họ lên xe. Sau đó cuối cùng họ lại xuất hiện ở một cái điểm nó xa hơn. Và họ có đặc điểm thứ hai, tức là mặc dù cái trường hợp một như tôi nói đấy, đưa họ lên xe và đưa họ đến cái điểm xa hơn, nhưng nó lại nảy sinh một cái trường hợp hai. Đó là họ lại tiếp tục rảo những cái đôi chân trần vẫn tiến về phía trước, hướng về sư Minh Tuệ. Và chuyện đó nó không chỉ diễn ra một lần mà nó diễn ra nhiều lần. Cứ gần tới nơi thì hoặc là gần như là tụ tập được với nhau thì lập tức rằng là họ bị đưa lên chiếc xe và lại cuối cùng lại tách nó ra. Thế thì hôm nay có một bác ý comment, bác ấy bảo rằng là thằng Hoàng Dôn xuyên tạc, tao sẽ báo cáo mày là nội dung xuyên tạc và thông tin sai sự thật, làm gì có lực lượng nào, thế lực nào ở đây. Thế thì tôi cũng chả biết nói thế nào, lúc đầu mình cũng bảo là thôi thì mình định trả lời bác ấy. Thế nhưng mà nghĩ mình bảo rằng là những con người thế này thì rất khó để có thể trả lời, bởi vì nhiều khi sự thật nó rành rành ra đấy rồi, cái vấn đề là chúng ta có dám nói sự thật hay không thôi. Nhưng mà sự thật nó rành rành ra đấy rồi thì rất khó để có thể là miêu tả với những con người này.
Bởi vì những cái video clip, những cái hình ảnh trên mạng thì hoàn toàn có thể thấy rằng là những sư đó thì bị đưa đi. Đó. Nhưng mà tuyệt nhiên ấy, có một cái điều rằng là các sư cũng không nói đó là ai. Bản thân tôi cũng không nói đó là ai. Các sư không nói đó là ai. Và các sư cũng không oán trách lấy một lời. Có để ý đó. Không oán trách lấy một lời. Tôi nghĩ rằng là các sư đều biết. Đều biết đó là ai. Đều biết đó là lực lượng nào, thế lực nào. Nhưng các sư vẫn không trách lấy một lời. Việc của các sư đó là bộ hành và thực thi cái hạnh đầu đà, tức là rảo bước, tức là khất thực, tức là phải trừ bỏ những cái tham sân si. Khi nó khởi lên, khi những sân hận nổi lên, khi những chán ghét nổi lên thì nó đều phải bị diệt trừ. Thế thì việc của các sư là quan sát những cái điều như thế, và chắc chắn sẽ không bao giờ các sư nói rằng ai là người làm việc này. Mà đơn giản họ chỉ coi đó là cái kiếp nạn. Việc của họ là cứ tiến về phía trước. Còn cái việc khác của thế lực nào đó là cái việc của họ. Người khác làm việc xấu là việc của họ. Đúng không ạ? Và giống như tôi chia sẻ với các bác ấy, người khác làm việc tốt, chúng ta làm việc tốt. Ok. Người khác làm việc xấu, chúng ta vẫn làm việc tốt. Làm việc xấu hay tốt là chuyện của họ, còn làm việc tốt là chuyện của chúng ta. Theo triết lý nhà Phật, ai làm thì người đó hưởng. Họ làm việc xấu thì họ sẽ chịu cái quả báo xấu, còn chúng ta làm việc tốt thì chúng ta sẽ chịu cái quả báo thiện lành. Và đó là cái mà cho thấy rằng là họ chả trách ai cả. Họ chỉ mỉm cười và bước đi thôi, không oán trách, không oán thán. Mặc dù đối với một người mà có thể nói là sơ đẳng nhất thì cũng đều biết rằng là họ có thể là ai. Còn đấy là cái việc mà bậc tu hành nghĩ, còn chúng ta là người phàm tục, chúng ta không được như vậy. Còn cá nhân tôi chỉ nghĩ thế này, những người mà đưa những sư lên những chiếc xe rồi sau đó thả ở đâu đó, và thậm chí bắt họ cởi những cái y phấn tảo và đưa cho họ những cái bộ đồ khác bắt họ mặc, thì bản thân họ đã phạm tội gì? Trên Facebook của tôi chỉ nói đơn giản thôi, chỉ nói rất đơn giản đó. Đó chính là cái việc mà một người đang trên đường đi không vi phạm pháp luật gì, thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô tới và đưa họ tới một nơi khác, thu giữ hết y phục, thì hỏi đó là tội gì? Thì nó đơn giản là khi tra cứu pháp luật thì chúng ta mới phát hiện ra rằng là thứ nhất là tội cưỡng đoạt tài sản. Bởi vì y phấn tảo mặc dù nó không đáng tiền, nó là chỉ là những cái mảnh vải rách dựng ở bên đường, nhưng y phấn tảo cũng là cái tài sản của các sư. Và đó là gần như là tài sản duy nhất trong trong Phật pháp ấy, thì người ta ghi rằng là ba y một bát, tức là những cái tài sản duy nhất của các nhà sư thì đó là ba y, tức là ba bộ quần áo và một cái bát như thế này. Như vậy thu giữ quần áo của họ, tức là tước đoạt đi một trong những tài sản duy nhất, và nó có thể phạm vào cái tội cưỡng đoạt tài sản. Đó. Cái thứ hai, nếu mà như ép họ và đưa họ lên xe và chở đến một cái nơi khác nào đó, dù chỉ có vài tiếng đồng hồ, thế nhưng nó cũng phạm vào cái tội thứ hai, đó là tội hoặc giam giữ người trái pháp luật. Đó. Bắt hoặc giam giữ người trái pháp luật. À, đó là cái điều 157 Bộ Luật Hình Sự. Đó là bắt hoặc giữ người trái pháp luật. Tức là bắt giữ người trái pháp luật là cái hành vi ngăn cản và tước đoạt cái sự tự do dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật. Thế thì đây là những cái điều mà chúng ta có thể nhận thấy trong câu chuyện này. Và rõ ràng các sư biết hết, người dân biết hết, thế nhưng mà
có chia sẻ được hay không, thì thật sự rất chạnh lòng. Thì cho nên tôi mới ví rằng là họ là như những con kiến mà tôi chơi hồi nhỏ, và đến bây giờ tôi phát hiện ra đó là trò chơi rất ác, trò chơi rất ác. Và thật sự khi nhớ lại cái trò chơi hồi đó, mặc dù nó đều là những cái sinh linh nhỏ bé, nhưng mà thật sự tối qua tôi cảm thấy rằng là sao hồi đó mình ác thế, mình ác quá, thật sự phải như thế. Cảm ơn tất cả các bác, chúc các bác một ngày tốt lành.